cưng nổi tiếng nhất K-pop, Quỳnh Hành của Rosie được YSL tặng cả túi hiệu, Quỳnh Rapmon và RM như đôi bạn tri kỷ. Quỳnh Hành của Rosie. Quỳnh Hành là một trong số những thú cưng nổi tiếng nhất hiện nay trong K-pop. Rosie rất chăm chỉ chia sẻ ảnh chụp chú Quỳnh cưng của mình trên tài khoản Instagram cá nhân và thậm chí còn lập ra một tài khoản riêng chỉ để chia sẻ ảnh của Quỳnh Hành. Độ nổi tiếng của Hành thậm chí còn được nâng lên một mức độ không tưởng khi YSL đã tặng cho chú một túi sách và tô đựng đồ ăn riêng. Khán giả còn thấy Rosie đưa chú Quỳnh lên phim trường, photoshoot hay thậm chí trong cả những màn biểu diễn trên sân khấu. Cả hai thực sự là những người bạn thân thiết của nhau. Quỳnh Rapmon của RM BTS. Rapmon là thú cưng của RM. Chú chó được giới thiệu với ARMY lần đầu tiên vào năm 2013 qua một bài đăng trên Twitter và nam thần tượng cũng thường xuyên cập nhật ảnh chụp chú cún trên tài khoản chung của BTS. Rapmon được đặt theo nghệ danh cũ của RM, Rap Monster, và là một chú chó Eskimo Mỹ màu trắng. Dù Rapmon sống cùng và được gia đình của RM chăm sóc, nhưng nam thần vẫn cố chăm sóc chú chó hết mức có thể. RM thường về thăm Rapmon và thậm chí dành thời gian chăm sóc cho thú cưng mỗi khi rảnh rỗi. Cún Zero của Taeyeon, SNSD. Đối với cún Zero, Taeyeon có lẽ là người chủ đáng tự hào. Là thú cưng của thần tượng nổi tiếng thế giới, không quá ngạc nhiên khi chú chó Zero cũng thu hút được sự chú ý của công chúng. Chú chó búp đồ màu xám trở thành ngôi sao trong loạt chương trình thực tế của Taeyeon. Nữ thần tượng và Zero cũng đã gặp gỡ các thần tượng và thú cưng khác trong chương trình này. Ngoài ra, chú chó cũng được xem như là nhân viên của SM Entertainment. Zero còn gia nhập giới tỷ phú. Năm 2020, dòng trang phục Spalrens cho ra mắt sản phẩm kết hợp cùng với Zero. Theo báo cáo từ Hanyoon Economy, dòng sản phẩm này đã thu về được hơn 1 tỷ won. Cún đã bác Hanwon, Kungan và Jangu của Moonbyun, Mamamoo. Đối với những người hâm mộ của Mamamoo, Cún đã bác Hanwon và Kungan đều là các gương mặt quen thuộc. Bà chú Corgi thường xuyên xuất hiện trên vlog và tài khoản xã hội của Moonbyun. Các chú Cún thậm chí còn từng tham gia thi đấu trong Idol Star Elastic Competition cùng chủ. Vào tháng 12 năm 2020, một chú cún khác đã gia nhập vào đại gia đình. Moonbyun nhận nuôi một chú cún được giải cứu tên là Jangu. Dù chú cún đã già và cần chăm sóc y tế, nhưng nữ idol vẫn nhận nuôi và cho chú cún một cuộc sống thoải mái hơn. Cún Boo và Derby của Momo, Twice. Boo là cún cưng của Momo. Cô giới thiệu chú cún với các fan trên tài khoản Instagram vào tháng 5 năm 2020. Sau đó, Momo còn xuất hiện cùng Boo trên nhiều bài đăng mạng xã hội và thậm chí trong các buổi livestream. Boo sống cùng với Twice và Momo trong ký túc xá. Chú cún được đặt tên theo nhân vật yêu thích nhất của Momo trong phim hoạt hình Monster Inc. Thật trùng hợp là các Quans, tên fandom của Twice, thường nói với Momo rằng cô giống với nhân vật Boo trong phim. Sở dĩ người hâm mộ đặt tên fandom như vậy là vì trong phim Monster Inc, Boo được Champion Subliven chăm sóc khi đến Metropolis. Ngoài ra, Boo của Momo còn có một người anh em sinh đôi là Derby, được nữ thần tượng nhận nuôi vào năm 2020. Derby ra mắt các fan vào tháng 1 năm 2020. Hẳn ai cũng đồng ý rằng có thêm một người bạn nhỏ bên cạnh sẽ khiến mỗi ngày thêm vui vẻ hơn. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng nhiều người xem thú nuôi như con cái của mình, trong đó có các sao K-pop với tình yêu dịu dàng dành cho các bé. Mỗi chú cún là một người bạn, một người cộng sự và nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng, chẳng thua kém gì người chủ của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.